Kính thưa tại vì và đầu tiên chương trình là sự bài vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, ca khúc được mang tên Tội Tình. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được thưởng thức qua tiếng hát của Mai Phượng. Sáng tác của nhạc sĩ Song Già, ca khúc được mang tên Cội Nhớ qua phần thể hiện của Mai Phượng.